Đây là những hình ảnh được quay tại khối Tân Phong, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai. Ba ngôi nhà bất ngờ bị đâm sập trong đêm. Tai nạn hy hữu này do một chiếc xe container lưu thông hướng Vinh đi Hà Nội. Khi đến địa điểm này đã đâm đổ một loạt lan can, làm cong cột điện, sau đó lao vào làm sập nhà dân. Tại hiện trường, nhà ở của ba gia đình sập mái hiên, tường bao cùng tài sản vỡ tung, đổ sập ngổn ngang dưới bánh xe. Trong ba ngôi nhà đều có người đang nằm ngủ, nhưng rất may không ai bị thương. Tài xế cũng bị thương nhẹ, được mọi người đưa đi cấp cứu. Vụ tai nạn xảy ra tại ngã ba xuống đền Cờn nên giao thông cả hai hướng ùn tắc trong nhiều giờ. Lực lượng chức năng đã kịp thời đến cứu hộ và kéo chiếc xe container ra ngoài. Do đoàn xe chở các loại gốc cây cổ thụ nên việc khắc phục đang gặp khó khăn.